Chuyển đổi số, Digital Transformation là khái niệm ra đời trong thời đại Internet bùng nổ và đang trở nên phổ biến trong thời gian gần đây, mô tả việc ứng dụng công nghệ vào các khía cạnh của doanh nghiệp. Nếu đạt hiệu quả, hoạt động này sẽ thay đổi toàn diện cách thức mà một doanh nghiệp hoạt động, tăng hiệu quả hợp tác, tối ưu hóa hiệu suất làm việc và mang lại giá trị cho khách hàng. Chuyển đổi số là một yêu cầu cấp thiết và là xu hướng tất yếu đối với ngành du lịch toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Đây là vấn đề mang tính chiến lược trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đại dịch COVID-19 đang có những ảnh hưởng rộng lớn và sâu sắc trên toàn thế giới. Nắm bắt xu thế đó, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam đã và đang tích cực triển khai du lịch số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến để cải thiện trải nghiệm cho khách hàng. Với những giá trị nổi bật toàn cầu được hun đúc suốt 13 thế kỷ, khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội là điểm đến quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích tại thủ đô Hà Nội. Kể từ khi được UNESCO vinh danh là di sản thế giới, Hoàng Thành Thăng Long ngày càng hấp dẫn với các tour chuyên đề, hoạt động, sự kiện hấp dẫn và đặc biệt là tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin để mang đến những trải nghiệm không thể nào quên cho du khách. Đây là một đĩa gốm thời Lê Sơ, điển hình cho cổ vật sử dụng kiến trúc men xanh thời điểm này. Tuy nhiên, lúc khai quật cổ vật này đã có những biến dạng theo thời gian. Khi được trưng bày tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, cổ vật đã được sử dụng công nghệ trình chiếu 3D mapping mô phỏng lại những hoa văn độc đáo của hiện vật để khách tham quan nhận diện rõ hơn về vẻ đẹp và tính sang quý của đồ gốm ngự dụng Hoàng Cung Thăng Long. Với sự tác dụng của công nghệ số thì nó sẽ làm cho nó nổi bật lên tất cả các hình tượng và cái vẻ đẹp và cái trang trí của lên thì qua thời gian thì cái đĩa đã mất đi cái mùi men cũ. Thế nhưng mà với cái công nghệ trình chiếu 3D mapping mới này thì chúng ta đã đem đến cho du khách có thể hình dung được cái bát trước đây hàng trăm năm trước nó đẹp như thế nào. Với cái công nghệ 3D mapping này thì chúng ta đã mô phỏng lại cái màu men, nhiều màu men, màu vàng, màu men vàng, màu men đỏ, màu men xanh. Những ứng dụng công nghệ số tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long đã giúp các hướng dẫn viên truyền tải nội dung thông tin đúng và đủ giữa các cổ vật đến với du khách. Trước đó, công nghệ số là một công cụ đắc lực giúp hướng dẫn toàn bộ lịch trình tham quan đến với du khách. Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội đã xây dựng ứng dụng Hoàng Thành Thăng Long và cập nhật trên cả hệ điều hành Android lẫn iOS. Phát huy giá trị của di sản, đặc biệt là việc thổi hồn vào những cái hiện vật đấy. Ví dụ như là sử dụng công nghệ số vào trong việc phục hồi hiện vật, từ một hiện vật mà khi mà chúng ta đào bảo lên nó không còn nguyên vẹn nữa, nhưng qua sử dụng công nghệ số vào thì đã làm hoàn thiện cái sản phẩm đấy, giúp cho du khách hiểu hơn và hấp dẫn du khách hơn. Khi chúng ta dùng công nghệ số, chúng ta tái hiện lại những cái đó thì rõ ràng nó sẽ giúp cho khách dễ dàng nhận biết hơn. Ngoài cái chuyện nghe thuyết minh ra thì có thể tận mắt để chứng kiến cái diễn biến của những cái sự kiện đó, những cái hình ảnh của những cái di tích đó nó đã tái hiện lại thì nó sinh động hơn rất nhiều. Đến tham quan tại Văn Miếu Quốc Tử Giám những ngày này, du khách sẽ có trải nghiệm mới về hệ thống vé điện tử. Hệ thống này giúp du khách mua vé trực tuyến dễ dàng, quét mã QR để đi qua cổng soát vé khi đến tham quan nơi đây. Việc chuyển đổi số trong hệ thống quản lý vé này có rất nhiều cái ý nghĩa. Cái công tác quản lý sẽ trở nên minh bạch, công khai và chặt chẽ. Cái thứ hai là đối với du khách thì sẽ rất là tiện lợi khi tiếp cận với điểm đến. Cả phương diện tiết kiệm về mặt kinh tế, tiện lợi cho khách tham quan và nó không gây nên những cái sự chen lấn xô đẩy khi mà phải xếp hàng. Thời gian qua, Tổng cục Du lịch đã triển khai xây dựng các chương trình, đề án chuyển đổi số trong ngành du lịch. Trong đó có các nhiệm vụ quan trọng như đề án chuyển đổi số trong ngành du lịch,
đề án ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về du lịch. Đây là những đề án rất quan trọng, tạo hành lang cho triển khai chuyển đổi số đồng bộ toàn diện trong ngành du lịch Việt Nam. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chúng ta số hóa tất cả các lĩnh vực trong văn hóa, trong đó có việc số hóa các di tích, di sản văn hóa, số hóa các điểm đến du lịch, số hóa các nền tảng của du lịch, từ đó để phát triển kinh tế và văn hóa. Do vậy, Tổng cục Du lịch sẽ phải có trách nhiệm cùng với các địa phương để hướng dẫn, để tạo điều kiện làm sao để cho các giá trị của các di tích, di sản đó nó trở thành một cái nguồn lực để phát triển kinh tế. Còn với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển đổi số, việc ứng dụng của công nghệ thông tin giúp người dân dễ dàng mua vé máy bay, đặt khách sạn hay tìm hiểu về một tour du lịch nào đó là mục tiêu sống còn để phát triển. Nhiều đơn vị du lịch của Hà Nội đã tích cực chủ động triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong quản lý, xây dựng sản phẩm du lịch mới, tuyên truyền quảng bá các tour du lịch. Sự đi trong ngành du lịch thì cũng đã ứng dụng chuyển đổi số từ trong nhiều năm nay. Và chúng ta có thể thấy được là ngành này đã ứng dụng chuyển đổi số rất nhiều trong những lĩnh vực sau đây, đấy là về quản lý vận hành, có rất là nhiều các cái sản phẩm ví dụ như để quản lý khách sạn, quản lý tour đã giúp cho những cái đơn vị du lịch có thể quản lý được các hoạt động của mình tốt hơn. Có những cái về mặt mà tương tác với khách hàng, về mặt bán hàng thì cũng có rất nhiều những cái sản phẩm, những cái website, những cái app booking để giúp cho tất cả những cái chủ doanh nghiệp cũng như là những cái đơn vị kinh doanh trong ngành du lịch có thể tiếp cận với khách hàng được trên online và tiếp cận đến khách hàng trên thế giới. Số hóa ngành du lịch được triển khai hỗ trợ khách du lịch khám phá, thuyết minh các địa điểm tham quan. Hiện các điểm du lịch trên địa bàn thủ đô nói chung đang thực hiện nhiều dự án chuyển đổi số phù hợp với cuộc cách mạng 4.0 để thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch. Du lịch là ngành có tính liên ngành rất cao nên việc thúc đẩy công nghệ số trong hoạt động du lịch đòi hỏi sự vào cuộc của chính phủ, các bộ ban ngành, doanh nghiệp và cộng đồng. Bên cạnh sự đầu tư của chính phủ, cần những giải pháp xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực của cả trong nước và hợp tác quốc tế, đầu tư phát triển công nghệ số cho ngành du lịch. Chuyển đổi số thay đổi cả một phương thức vận hành, vì doanh nó không đơn thuần về vấn đề về công nghệ hay ứng dụng công nghệ. Cốt lõi của vấn đề là đây là không phải công nghệ chỉ là công cụ và giải pháp thôi. Vấn đề cốt lõi đây là vấn đề về tư duy nhận thức cũng như là các cái ứng dụng cụ thể. Đấy thì từ trong các đơn vị kinh doanh du lịch thì cái nhận thức từ lãnh đạo cấp cao nhất đến những người nhân viên hay là từ các bên liên quan, từ cơ quan quản lý nhà nước, rồi doanh nghiệp, rồi điểm đến khách du lịch. Đấy thì mà các anh cũng biết rằng thì thay đổi tư duy nhận thức thì cả vấn đề không bao giờ là vấn đề dễ cả. Đấy thì do vậy tôi nghĩ đây là cái đầu tiên là cái khó khăn đầu tiên mà chúng tôi gặp phải. Tuy nhiên thì với cái sự đồng hành của các đối chủ thể liên quan cũng như là cái công tác tuyên truyền, quảng bá và đẩy mạnh về các cái nội dung, nội hàm về chuyển đổi số thì gần đây thì cơ bản các kết quả đều rất khả quan. Thời gian qua, đặc biệt là trong 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, chính phủ luôn quan tâm đến ngành du lịch và đã có nhiều quyết sách để hỗ trợ ngành kinh tế mũi nhọn này. Đơn cử như chính sách miễn giảm tiền điện trong thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát để giảm bớt áp lực cho các cơ sở lưu trú, giảm 80% tiền ký quỹ thành lập các đơn vị, doanh nghiệp lữ hành. Bên cạnh đó, chính phủ còn hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng hướng dẫn viên du lịch 3,7 triệu đồng một người để chia sẻ khó khăn. Việc chính phủ đưa ra các gói hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp là chủ trương tốt để tiếp sức cho cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh. Trong các nghị quyết của chính phủ, của Quốc hội và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các cơ sở kinh doanh du lịch đều được hưởng chính sách về an sinh xã hội, các chính sách về tín dụng hiện hành và đang có hiệu lực. Nhờ những quyết sách đó, ngành du lịch cũng thấy được trách nhiệm của mình là khó khăn nhưng phải cố gắng để vượt qua. Qua những gói hỗ trợ chính phủ thì có rất nhiều doanh nghiệp du lịch đã hoạt động trở lại. Và có những doanh nghiệp cũng đã hồi phục rất tốt cái hoạt động của mình trong cái thời điểm vừa qua. Cái cụ thể về cái tổng thể chúng ta nhìn thấy rằng là cái lượng khách du lịch nội địa trong năm 2022 đã vượt
của năm 2019, tức là trước dịch, thì đấy là một trong những cái hỗ trợ tổng thể mà chúng ta thấy là thị trường du lịch nội địa đã bứt phá một cách hết sức mạnh mẽ. Cũng rất là mong muốn ngành du lịch mong muốn rằng là có một cái sự hỗ trợ nhiều hơn nữa trong cái thời gian tới để chúng ta xúc tiến mạnh mẽ cái điểm đến của du lịch Việt Nam tại một số những thị trường mới, cũng như là khôi phục lại một số những cái thị trường du lịch mà trước dịch chúng ta đã làm rất tốt. Năm 2022 bước vào giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, toàn dân và toàn diện với quyết định số 411 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, chương trình thúc đẩy chiến lược nền tảng số quốc gia sẽ cung cấp đầy đủ thông tin và trải nghiệm trực tuyến cho khách du lịch. Hiện tại thì ngành du lịch cũng đang tập trung vào các cái nội dung thực hiện cái dự án chuyển đổi số của ngành du lịch, việc kết nối toàn bộ với cơ quan quản lý nhà nước và đồng thời là liên thông các cái dữ liệu của các cơ quan quản lý nhà nước đã có. Ngoài ra thì cũng tập trung triển khai cái nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch là một trong 35 cái nền tảng số quốc gia mà Thủ tướng đã phê duyệt trong chương trình chuyển đổi số quốc gia ra. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiến hành hợp tác cùng với lại các cái tập đoàn, các cái nền tảng xuyên biên giới của nước ngoài, ví dụ như là để tập trung cho truyền thông, ví dụ như là Google, như là TikTok, như là các cái nền tảng số khác, thì để làm sao mà tập trung xúc tiến quảng bá để nhanh phục hồi phát triển du lịch. Với vai trò là cơ quan quản lý du lịch quốc gia, Tổng cục Du lịch đã tập trung vào các giải pháp mang tính chất nền tảng để phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh ở Việt Nam, đặt ra mục tiêu hỗ trợ các bên liên quan như địa phương, điểm đến, doanh nghiệp du lịch, khách du lịch tham gia vào hệ sinh thái du lịch thông minh, khai thác các giá trị tăng thêm từ môi trường kinh tế số. Hiện nay, Tổng cục Du lịch đã hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu ngành du lịch Việt Nam, bao gồm các dữ liệu thành phần như doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, nhà hàng, hướng dẫn viên, khu điểm du lịch, v.v. Trong thời gian tới, các địa phương, khu hoặc điểm du lịch cần đẩy mạnh số hóa các điểm đến và tích hợp vào cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam theo hướng dẫn của Tổng cục Du lịch. Qua đó sẽ giúp hình thành nguồn dữ liệu lớn rất quan trọng để phục vụ công tác quản lý cũng như xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam ở tầm quốc gia cũng như ở địa phương. Tổng cục Du lịch đã xây dựng được một hệ thống cơ sở dữ liệu về du lịch Việt Nam. Với cơ sở dữ liệu này sẽ tránh được tình trạng mỗi tỉnh, địa phương lại có một ứng dụng du lịch riêng, vừa gây lãng phí tài nguyên, vừa bất tiện cho du khách. Các địa phương cũng sẽ có thể khai thác hệ thống mở này để xây dựng chiến lược, sản phẩm du lịch của riêng mình. Trung tâm thông tin du lịch thì được lãnh đạo Tổng cục giao cho cái nhiệm vụ là thực hiện thuộc đầu mối triển khai các cái nhiệm vụ chuyển đổi số trong ngành. Thì trung tâm cũng đã triển khai được giao cho các triển khai các cái dự án đề án lớn, ví dụ như đề án phát triển du lịch số, đề án phát triển ứng dụng công nghệ 4.0 để phát triển du lịch thông minh để sớm để đưa ngành du lịch trở thành ngành mũi nhọn, đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về du lịch, và đặc biệt gần đây nhất là cái dự án chuyển đổi số trong ngành du lịch. Thì các cái dự án này nó là một cái sẽ là một cái khi hoàn thành nó sẽ là cái khuôn khổ, một cái hành lang để cho là các cái hoạt động cụ thể về công nghệ và kỹ thuật trong công cuộc chuyển đổi số du lịch có cái cơ sở để triển khai. Những định hướng, hành động và quyết tâm trong đẩy mạnh chuyển đổi số, ngành du lịch kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ và tiếp tục khẳng định vị thế là ngành công nghiệp không khói, mang lại hiệu quả cao trong phát triển kinh tế xã hội của nước ta thời gian tới.